mấy con ếch này nó thích ăn sâu rồng lắm mọi người. À, bỏ sâu rồng vô là nó quất hết nha, nó no rồi đấy. Đáp thấy không, nó no đó, chứ nó mà nó đói là nó gặp nó táp, nó táp bay lên, táp táp liên tục luôn. Táp ra ăn bây giờ nó cầm sâu rồng lên tay, nó táp tay mình luôn, nó táp ngón tay mình luôn, ghê lắm. Mấy ếch này nè, mấy con nhỏ này là con đực đó. Mấy con bự lợn cái ếch này nó mê sâu rồng lắm nha mọi người. Hôm nay mình cho nó ăn sâu rồng, bỏ thêm cho nó ăn đi. Còn nhiều còn lại mình cho con bồ cắt ăn. Lấy con bồ cắt, lấy bồ cắt qua cho ếch ăn và trả lại cho bồ cắt nè, trả nè, lấy đâu cắt này cũng hung dữ lắm. Con bìm bịp này nó cũng ăn sâu rồng nha mọi người, nó ăn sâu rồng dữ lắm. Bìm bịp này nó cũng ăn cám luôn, một cắt rồi, cắt nè, rồi con cuốn mèo nè đó, mấy con chim lớn lớn là nó ăn con sâu rồng này hết. Đi đầu con chó này cũng khều hết, mới tắm nè, mới tắm phẩm phức luôn. Xem mấy ếch này nó ăn sâu rồng á, nó cũng no rồi đó. Thì nãy mình cho nó ăn rồi mình quên quay, giờ nó no nữa rồi, để từ từ nó ăn. Thấy vậy chứ nó mập lắm nha mọi người. Nè, này con này nó chui vô đây mập ú u luôn á, bự hơn bàn tay luôn nè, thấy chưa, bá lửa luôn, ăn thấy nó ú ù.